Bây giờ em thấy bóng cơm mưa đẹp vậy nha. Mưa vậy ở nhà ghê á. Cái này mà đi học về ha, mưa mưa vô ăn tô bún riêu. Ngon quá. Em có một ý tưởng này hay lắm. Tại vì á, nó tổng cộng là nó có 9 tờ. Em chia ra anh 4 tờ, em 4 tờ. Đây là tờ cuối cùng. Tại sao? Bây giờ hai đứa mình cào đua đi. Cào đua nếu mà tổng giá trị 4 tờ của anh ăn á, hơn của em á, em cho anh thêm 50 đồng mua vé số cào. Anh đang nhớ muốn lấy 50 đồng của em khó lắm không phải dễ. Ngoài trừ anh là tự ý lấy tiền đen của anh đi mua thôi, chứ tại vì một tuần vừa rồi mình không có đi làm. Mà không có đi làm thì không có lấy được tiền. Bữa giờ đi làm có tiền á mà không biết đâu rồi. Con người anh không bao giờ mà chơi quỷ đen đâu. Ok, quăng mình chính đại. Ok. Vậy chứ bình thường anh chỉ bỏ có 100 đồng trong bóp thôi, sao giờ anh có tới 200? Tiền thắng ha. Đâu, thấy chưa? Không tin được, mấy thằng này không tin được, mấy ông này không tin được. Rồi, vậy đi, chơi như cái đó. Rồi. Quyết định vậy nha. Gia đình sắp hạnh phúc nó sắp xuất hiện rồi. Okay. Thôi đời đi vô phòng thôi đời. Con có làm mẹ, đây mẹ. Ok, con ngồi đây nè. Con qua đó ngồi. Đi, con đi mở cửa cho bé vô phòng cho mẹ đi. Con đâu đóng không? Nãy con có đóng cửa không? Không sao. Nè, đây, nè, uống tí xíu đi, tí xíu nữa nha. Rồi, quyết định vậy đi. Ok. Còn nếu mà năm, mà nếu mà như của em mình giá, nếu mà em cao hơn anh á, em đòi hỏi rất là đơn giản, không có cầu kỳ. Chứ là sẽ bỏ 100 đồng vô trong con heo của em. Con cào sao okay, cào cho cho cào. Được hả? Đó, ok được vậy thôi, được rồi chơi thôi. Nói gì à? Được rồi, được rồi. Con vì nạp ồn nè. Thì được đúng không? Ok. Không nghe gì hả? Thật sự là không nghe à? Thật sự không nghe mà. Được, anh ok rồi. Ok, tối nhớ khúc này nha. Nhớ coi lại khúc này. Ok là ok, không nói nhiều. Ok, chơi. Có record đúng không? Có record, ai biết. Ok, để có nói, có nói rõ ràng. Ok, vậy cho. Ok, được rồi nha, nhớ được. Ok, được, 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 okay. Được, được. Mỗi điều kiện em đưa ra, ok. Ok. Ok, con cào đi. Ủa, không cào hả? Đây nè, cào đây nè. À, cái tờ này là cái tờ mà giá cuối cùng, tờ này là tờ hai đứa mình không ai được cào, hay là tờ cuối cùng hai vợ chồng mình cùng cào. Thôi, tại sao không cào? Ủa, đây ở dưới này ước á. Ước hả? Ờ, tại sao không làm luôn đi? Làm luôn từ đầu hả? Ừ. Đây. Không ai, không có được không? À, biết cách chơi không? Không. À, biết. Này, có 5 số nè. Ở đây nè. Cao là vậy nè. Em biết. Nè, cái này có 5 số. Rồi sau đó... Cho qua tí xíu mà. Ở đây nè. Nó có là... Đây á. Là cái dealer. Dealer có nghĩa là... Người chia bài. Người chia bài. Đúng rồi. Còn nếu mình sẽ đây là bài của mình. Cái này là bài gì vậy? Bài chơi, chơi poker đó. Là thường phá sảnh hay là sảnh hay là đôi á. Ở đây có chị nè. Khó chơi nha. Này nè, cái thức chị đây nè. Một con xì là lớn nhất, hiểu không? Ừ. Rồi đôi, rồi mới tới đôi hay là hai đôi, rồi sau đó tới ba con. Ba con mới tới sảnh. Sảnh là tới mới thùng. Thùng. Rồi sau đó mới tới cù. Rồi mới sẽ tới bốn túi quý. Túi quý là bốn con. Rồi mới thùng phá sảnh. Thùng phá sảnh. Rồi bây là cái này là thùng phá sảnh lớn nhất. Thùng phá sảnh đỏ là lớn nhất. Đúng rồi. Trời con mình nó con mình nó cào nét luôn. Ok, không sao sao. Ok. Vậy đây. Mình sẽ cao bài của chủ của của gì trước. Ý. Ghê vậy. Chưa gì có đồi à. Bà con luôn. Ghê à. Mình biết chơi bài nha bác vợ. Vậy là ba con rồi đó. Để ba con rồi đi. Thấy không? Được không? Rồi, ăn rồi. Trời không? Anh. Honey. Khi mà em biết chơi em biết chơi binh nha. Tứ quý là ăn. Hên à. Em có tứ quý. Sao? Nè, em có 4 con nè. Thì 4 con của em là ăn 3 con rồi. Ok, ăn để từ từ mới cào giá. Mà cào này cực quá ha. Đúng không? Nè, trúng nè, em thắng rồi. Đó. No. Cào vậy đi. Thấy giờ. Ừ, anh cho em vậy nè. Em cào vậy cào không? Mày nghe cái mặt em á hả? À, là vậy đó. Ừ. Thấy không? Ừ. Ừ, vậy đó. Em đó, trúng rồi, trúng rồi. Trúng không? Trúng. 6, 7 nè. Mày cũng trúng luôn đúng không?
Ê cao cẩn thận á, anh coi chừng rách đó. Anh phá. Anh lấy cái đó lên quay cái mặt bả kìa, anh coi bả rồi bả cài cái gì lên đầu bả kìa. Nó bả phá thiệt á. Bả cài nhiệt tình luôn á. À. Không không thích chơi cái này nha, cái này khó chơi á anh. Đó bà đang cào mà luôn nè. À, hai mẹ con nhà ngươi thiệt tình. Đôi với lại hai đôi vẫn thua. Vi đang cào vậy Vi. Không biết bà cào chú không mà bà cào khí thế đó. Không phải những cái Vi, con đang làm gì vậy? Tóc đẹp dữ ấy. Sexy u, quần áo dơ hầy. Bà ăn cái gì ta? Anh có cái này đi anh, trời ơi, 2 triệu đô đó, 2 tỷ. 2 tỷ. Ờ. Bà mới ăn cái ketchup dính vô lum kìa. Ok. Tại sao? Tụi mình coi cái bà cào kìa. Honey, em lại có thêm một cái tứ quý nữa. Vậy hả? Ta nói rồi, nhiều khi bà nó lớn thôi. Không phải đâu, tại vì hỏi cái này là cái tờ cuối cùng á, cái em coi cái số series là số series 35 á. 35 mốc mới gì? Có nghĩa là em có thể cảm giác được là hả những cái tờ kia em sẽ thua. Vậy hả? Ừ. Tại vì mình cài với số đó mình có kinh nghiệm á. 5 tờ thì sẽ có một cái tờ cuối cùng á, hay trúng lắm. Vậy hả? Giá trị cao nhất là 75.000 đô hả? Trúng 75.000 đô về Việt Nam luôn. Nói ba mẹ ở Việt Nam đang chờ con trong con gái của tôi về, con gái bên này ăn ngoài cào với số là với số hy vọng trúng với số gì Việt Nam. Làm ăn không làm. Ok giờ vô giây phút quan trọng nè, mọi người thấy gì không? Giây phút quan trọng nè, bà tập trung ghê á. Cứ rồi ai tập trung đó kìa, 2 tỷ này nè. Rồi nhìn thấy 5 đồng rồi, 5 đồng đã xuất hiện rồi. Anh ơi, anh lấy vốn về cho anh 5 đồng rồi nè anh. Nhưng mà vấn đề đó là anh thắng 2 không là 2 lá được mà. Rồi, cái thứ hai là 9 nè. Rồi, thêm 5 đồng nữa. Chúc mừng anh lấy được 10 đồng về. Thì đó, hên quá, tại vì cái tấm này mà không phải tấm đặt cược nha. Ờ, cái tấm không liên quan gì tấm đặt cược luôn, nếu không là có ứ bỏ neo rồi. Nè, là 2 cái đúng không? Tứ quý 9 nè. Con làm ăn sao rồi? Con cào nát nó luôn cậu ơi. Nó cào từ từ thôi con, cào nhẹ nhẹ thôi. Con cào làm sao mà ta ra ba con sao trúng nổi nữa con. Ra mấy con? Nè, còn chị đây nữa nè. Em thấy bonus chip không? Uh-huh. Nếu mà em cào được cái bonus này á, là nó bao nhiêu nhân á, làm cái số tiền em nhân đôi á. Ồ, vậy hả? Ừ, sao vậy? Cho ba coi thử coi. Con gái mình cào, để lát cho mọi người coi con gái mình cào, thành quả của ba cào như thế nào. Nó cào hay quá. Cả không ra con nào luôn á. Mẹ ơi, con mới ăn cái này của mẹ. Thấy không? Đừng uống con, không tốt đâu, không trúng. Đúng không? 150 bóng. Thử với nó coi đây nè. Cái màu snus này. Cầm bố nịch là dưới đây nè, nó giống có số. Không, cái này nè. Ủa đó có số nữa hả? Có, nếu mà giả sử mà em nhân bao nhiêu là cái giá tiền này nhân lên bao nhiêu á. Chỉ một nhân đúng không? Một nhân cho nên cũng là vậy thôi. Ồ. Em hiểu không? Em hiểu rồi. Có nghĩa là cho nên nó là tình yêu chiếm đỏ, nhưng mà cái này nhưng mà vì nó hay ha, nó cào sạch sẽ luôn. Đó, nó cào sạch sẽ không? Nó cào đến nỗi là không có trúng con nào luôn mà. Nè, cái này là ba con nè, của nó nè. Của cái dealer nè. Uh-huh. Rồi còn cái này nè, nó vô gì vậy? Đôi bảy nó đôi vô gì đâu. Đi còn cái nào nữa? Cào thứ cái này đi. Biết đâu trúng 100 đồng, trúng 50 sao? Chỗ cái này 5x luôn kìa. Hồi đó nó trúng 5x. Cái nào không trúng nó mới cho 5x. Ý dạ. Ơ, Vivi. Không sao cho nó cào nó luôn đi. Ý. Hém. Rồi vậy là lấy không ra rồi. Dụ em. Ok, bỏ nè, tao này trúng nè. Trúng. Vậy là trúng đây đây ha. Trúng đây đâu? Đây. Đây. À. Đây, ok. Kèm đây đi. Để đánh bài tiếp. Tụi mình đấu cờ bạc đúng không hả? Không hề cờ bạc luôn. Tụi mình cào vui thôi mà. Ủa cái này là em cào đúng không? Thì bên của em nè. Ok, bên của em cào đúng không? Của anh, con anh đang cào á. Thì đó, con của anh cào giùm anh rồi đó. Anh một tờ không vô đó. Anh coi em vô em cào thử. Như em cào một tấm đầu tiên đúng không? Em cào này em thấy cực quá. Trời ơi, bà ăn uống gì hả? Mà dính cái miệng nam tùm lum mà Vi. Ăn cái chụp đó, hồi nãy kêu bà để tự đi rửa miệng á. Đó, để bà lậu cái coi. Bà lậu miệng cái coi nè.
Này ơi. Đi. Đây. Vô không? Như núi á. Người ta Ê, ba khoan nha, đôi đôi kiêu có nghĩa là mình đã lớn hơn đôi. con bảy lớn em ạ. Đúng không? Ba con bảy lượng đúng không? Ồ đúng rồi, đây nó này nhìn nhìn không có ra, em tưởng ở đây không phải. Vậy là biết chắn là tờ đề mất rồi đó. Em nói rồi, cái tờ ăn là em đã cào rồi. Gì đây? Nếu mà cơ là ngon rồi. Ê, nếu mà rô là ngon rồi. Thì đó. Mình thấy hai mẹ nó con hai mẹ con nó cào khí thế luôn. Đứa con gái mình nữa, vợ mình nữa. Không thấy 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 là trước mắt là cháy hai mẹ con là thấy cháy tắm rồi. Con gái mình cháy tắm rồi. Vợ mình đang tắm kia tiếp cháy đúng không? Đó. Rồi, xong rồi. Xong đúng không? Thôi chắc cái kiểu này là cào bonus đi. Cào bonus coi có trúng không? Vô nào, 20 đồng. Cái đã cào được 20 đúng không? 20. Đi ra 22. 52. Dễ lắm á, Vô nếu mà nó 100. Rồi, chơi chinh chinh. Thôi, xong. rồi Rồi chơi. cho nè, Bỏ qua bên kia. Cái xui bỏ qua bên kia của em, ok? Đừng bỏ qua đây lay bên này sao, hiểu này giống con gái làm gì vậy? không? Vi Nó Vi đang cho Vi mượn cào. coi cái Vi, Không, nó đang cào bên này nè. nó 50 đồng của mẹ con. Không lạnh quá, nhỏ Đâu bây giờ mình thay, mình sao? coi bài của khách, mình không coi bài số khách. Nó không biết cào đâu, đừng có tập cho nó chơi, mình chỉ cho Ai nó tập cho nó chơi? Nó đang mình cào, sẽ làm nó đâu biết nó cào gì 4 đâu. 5 6 7 8 8 Ok, rồi. Rồi, thấy là bài xì. mình thấy mày đang thấy là bài không có ngon đó, nhưng mà có con xì được nó biết đâu chừng nó lớn trên đây nó không có gì sao. Em hiểu Tám không? 6 7 8 9 chín chín đâu 10k. Đừng khinh thường số nhỏ, mấy bài nhỏ nhiều khi bài cái nó nhỏ hơn, nhưng có một cái sự bị được set up sẵn này. Còn sao? em có lòng tin là cái tờ kia trúng, là không còn tờ nào trúng hết. Trời ơi, con gái tôi cào 21, 19, 16 rồi dò luôn nè, 28 nè, 26, 16 nè, ok, ba mày dò cho mày luôn nè. Ok, mua 21, 34, rồi ok. Rồi cháy hết luôn con. Ok. Rồi. Cháy luôn con. Cào 12 09, con sẽ cào sạch sẽ tí xíu nha. Con Sao sạch tí cái lúc nha. nào nó cũng ba hai lá vậy? Vậy hả? Vậy là hai lá mình biết cái vấn đề gì Là xảy biết ra là đó. mình thua anh. Vậy nó không có đôi, nó có một đôi đúng không? Nó còn đôi. Nó có một đôi, em không có đôi nào đúng không? Em cào gì mà cào sạch sẽ cho tí xíu cho mọi người coi coi. Mình cào gì mình cào nhín 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 như vậy à, ai coi? Mình cào sạch giống Vi nè. Mình thấy con gái tôi cào không? Con gái tôi sạch bóng luôn á, không có chừa chỗ nào luôn, thấy không? God. Cái này khó Nó chơi quá. khó chơi cái gì, thua rồi đó Thích đúng cào mấy cái có số số thôi. Này không? này này có số đúng không? Cái này có số này nè, giới thiệu tấm này đi ha. Tấm này. Nè Đây này, em biết nè. nè Có chi. cái tấm này á là nè, cái này là số số của em Ở đây đúng là không? số Cái này số số cái này của số của em, em, cái này cái số này của số của họ. họ. Nếu mà em tìm được một trong những số này á, thì em thắng. Còn Mệt chưa? oh Mệt chưa? wow vậy à, Có mệt cào chưa? tiếp qua tiếp không sao, tiếp cào tiếp tiếp Mở đâu mình cho con đi coi. nè. Được rồi, còn cái này á, nếu mà xong mà em cào ba con mà dính chung nhau á, hiểu không, thì em sẽ thắng giá trị này, hiểu không? Còn ở đây nữa nè, nhanh gọn lẹ nè, cái bonus nè, em cào trúng một trong những trái này nè, thì Em em sẽ thắng. được là em sẽ được cái giá trị đó. Em cầm bonus trước. Coi cái bonus này có gì không, Người ta nói là có dạng chiếc sự xe hay khởi là chiếc đầu xe gì? nan. Water. Water gì? Water bottle hả? No Vậy là không water, là không có nước đó, là nước không nước là sao? water. Ăn gì? Mày cào gì? Mày tào lao? Muốn ăn gì vậy? Mày cào xong chứ? Muốn xin Ê, cào gì? xong này hả? Nemo mà. Con chỉ cào xong mà. Rồi. Trời. Sao? 25 đúng không? Thích chơi ngược vậy đó, cả của mình trước. Anh nghi tấm này đừng trong tiết kiệm này. Sao anh biết? Anh nghi vậy thôi. Thôi, chưa chắc đâu. 25, 26. Thôi em cầm số trước xong em mới Có hay ra. cao sao sẽ. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô Anh đơn. thấy được điều gì Đời đã xảy ra tôi với em rồi cô đó. đơn nên yêu ai cũng Anh thấy không giờ nó ra em bé mà 24 mà tiện cái thành. khơi con số chúng là 25, mà thấy em ra 24, 26 là em biết điều gì xảy ra rồi Đời tự đó. nhiên có cái thích kẹt, hình như lần trước em trúng cái thích kẹt là trúng Đâu? Đó, có lẽ nhiều khi chưa chắc đâu.
Rồi 23 nè. Đời tôi cô đơn. 33. 33 đúng không? 23 số nè. Gì ra cơ ra mà nó sẽ 32. Con mấy 22 ra 18. 18 ra 28. 20 không có luôn, thấy không? Rồi, một em đi. 35 đi luôn. Em ơi em đâu rồi? Đường về sao chẳng thấy. Rồi đi luôn rồi. Em ơi em nằm đông. Sao? Cậu chơi ớt thật rồi, cậu có giá là gì cho nào. Rồi. Ba con giống nhau nha. Hai con, ồ, thêm con không? Ôi. Potato. Khoai tây tự nhiên cứ vô hai cái kia là gì? Cái này là gì? Sun. Sun, mặt trời nó cũng theo trời tự nhiên cứ vô vô cái khoai tây, trồng khoai cào tây vậy kia. Là biết rớt luôn á. Vậy đó, không có gì liên quan nhau nè. Không liên quan gì hết á. Vậy đó, không có gì liên quan với nhau hết. Rồi, mất 5 đồng. Vậy là từ nay giờ em chưa trúng đồng nào hết nha. Trúng rồi. Em tạo lô. Ừ, chưa trúng. Ờ. Ủa sao anh cào lâu vậy? Anh cào lâu gì, con gái anh cào xong kìa. Vi cho mẹ mượn coi Vi. Đó, để dò xuống cái coi, con gái tôi cào nè. Ôi, sạch bóng luôn thấy không? Ê, nó cào sạch thiệt. Bà con bố này sạch. Từ từ, chưa. Nó cào sạch thiệt luôn nha. Nè, nhìn cái bóng này. Này. Từ nay giờ tôi chưa được chưa tắm nào luôn á. 17, 28. Vi cào vậy khó nhìn quá. Gì? Chân chuỗi em không thấy hả? Có gì nữa là không trúng. Chân chuỗi quá mới nhìn mới khó nhìn đó. Nè nè, 17 nè, không có 17 nè đúng không? 28 nè, cũng không có 18 nè, chỉ có 26 nè, 18 nè. Không có 28 nè, 19 cũng không có nè. Có con số 9 nè, 29 có nè, thấy không nè, 16 nè. 16 không có con số nào hết á, có 26 nè, 27 nè, kế bên nè, đâu có thấy trong nào đâu. Không lẽ tôi rồi, xui đến nữa tôi không trúng, lẽ chồng tôi không trúng trúng. Đó, đây nè. Trong khi đó nãy giờ 5 tờ không trúng rồi. 4 tờ. Nên cao cao dùm này. Thôi, không cần. Giữ lấy cái lời của mình đi. Ê khoan. Ủa Vi, ủa sao Vi cái bu này cũng là qua đời vậy? Đây cái Vi. Mày ráng làm sao mà cho ba mày nợ mặt nợ mày cái coi nào. Ê. Ý. Ý. Ơ. U. U. Jalapeño. Jalapeño. Khoan khoan. Ơ. Jalapeño đâu có đâu. Đi. Ở đây nè, 10 đồng. 10 đồng. Woo! Tiếng cái tàu lên nè. Em cào cái tàu đúng không? Con gái tôi cào sạch sẽ nhưng mà còn chưa con này chưa cào nha. Cái tàu con của em nói gì vậy? Nãy giờ này cái tàu của anh chưa dò. Bỏ đi. Đừng ăn da. Tàu này sao á? Ba nửa mặt nửa mày vì con lắm con. Thằng Vi nó cào ra thôi nhìn mắc cười luôn, nhìn đó. Ba nửa mặt nửa mày vì con lắm con. Trời ơi. Hai phai. Kéo bà sát vô đây. Hai. Yeah! You win $10. Cào giống này nè. Không cần. Nhiệm vụ ai nấy chơi đi, ok? Bạn nấy chơi. Xui thiệt luôn á. Tấm cuối cùng đúng không? Ừ, tấm cuối cùng á. Nó đâu vô đâu. Đời tôi khô đơn. Ôi giời là giời. Trời ơi, ba chinh hận gì con quá, Vi ơi. Hai này, lộn. Chạy ớt 10 đồng nè. Adu. Của tôi. Ví dụ mà chung cái ticket thì mình đổi. Nghĩ ra ticket đổi. Ticket có 5 đồng à. Thế là em đổi với anh đó. Không. Không à, chơi. Làm cái cào đúng không? Đời người cô đơn nên yêu ai cũng cũng. Tại em cảm cha hết rồi. Biết sao không? Tại vì tay không có cái móng tay đẹp á. Có móng tay đẹp là ngồi làm đẹp rồi. Thì bữa ở nhà bữa vô một tuần á. Bóc cái tay hết rồi. Thì đây. Ok. Mẹ chờ con trong con ngóng. Thèm hát karaoke lắm rồi. Lạc trà nè. Rồi. Bà cào sạch bóng vậy chứ mà đâu. Ừ, bà giỏi lắm mà bà đâu biết trúng hay không trúng đâu. Tại vì bà gì thì biết là cào thì cào thôi. Con nít mà sao, chắc cào vậy. Cái này không phải là dễ hơn nha mọi người. Tại vì con vị đó nó cào nó không biết gì đâu. Chơi vậy thôi chứ. Không có nên cho nó biết cái này đâu. À giờ nó biết cái gì đâu mà nó biết. Nhờ. Cào thì cào không thấy à. Trời ơi nó vậy á, thúi quá. Rồi xong. Coi như là xong rồi đó. Xong đúng không? Vậy chỉ còn cái này thôi. Đây. Ý. Thì em thiết kẹt quá má. Cái chữ bư bư là thiết kẹt đây. Em thấy được rồi, thiết kẹt đây. Ý. Cái gì trendy kìa. Trendy kìa. Trendy là 25. 20. Maybe 25 or $20. 20 là lụm. Để đó. Để đấy. Được.
Dude. Man. Cho nó nói man nha. Anh nói man thôi mà, ba man mà, ba là man. Con làm ăn được gì không? Rồi cao cái đó thôi. 20 đồng. 20 đồng. Bây giờ anh còn ba cái cơ hội, anh còn cái cơ hội đó với người đây. Em để nhờ ở đây đi. Để nhờ đây đúng không? Nhờ đây. Vậy là cuối cùng em thắng 20 đúng không? Anh em giờ em dò giùm phụ cho. Không cần. Dò phụ cho. Không cần. Em dò phụ. Vivi cho mẹ mượn coi thử cái đi. Mày hỏi đâu quá tao nhiều chuyện ghê á. Từ nãy giờ. Chưa nghe hả? Con ghen đâu? Từ nãy giờ anh chưa chưa chơi chơi tắm nào nè. Bây giờ chơi chơi tắm thôi. Bây giờ là chơi cái này là mình chơi fast ship đi ha. Ra cái này đi ha. Cào của nó có trúng miếng nào. Rồi đi, cào đi con. Rồi hết rồi đó. Ê, 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 100, 100, 100. Theo này, 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 này. 105. My God, man. Yên tâm đi, ông trời nó sắp xếp hết rồi. 50, 50, 50. 50 coi. 50 kìa, 5 nè, số 5 nè, đó, số 5. 51. À, 54. Bà, số kỳ dữ. Đi cào đây nè con, chỗ này nè. Ok, 54, vậy là không có trúng ha. Cào ra chưa? Rồi, 19 nè. Ok. Anh mày coi, cào ra chưa? Mình chuyển qua cái này đi. Cái thử coi. Này bây giờ con cào cái hàng này nè, ba chữ ớt. Đấy, mày thiếu uống sữa lắm hay mày cào sữa chi vậy? Tao kêu mày cào ớt, mày cào tùm lum đó là mày cào sữa. Ok. Coi bài cái như thế nào đi. Lớn hiện tại giờ vậy? Hiện tại bây giờ là hai em hơn anh 10 đồng rồi đó, là coi như em thắng rồi đó. Nhưng mà anh còn tới 2 tờ. Anh đù. Lúc nào bài cái cũng là ba con hết á. Ba con bài lớn vậy? Biết giờ có túi quý rồi, đừng lo. Thì đó, em biết mà, hy vọng là vậy. Túi quý xuống trong 5 đồng. Ê, thùng nha, chứ đùa. Nè, ba con đúng không? Tôi lên thùng rồi tôi thắng tiền nha. Đó, thấy không? Thùng nè. Đó, đùa. Thùng á. Ra con bích cái cười chết luôn. Tôi không cạo con cuối cùng nữa. Tôi quên, thấy bà nói vậy. Đó. Ê, rồi dính con rồi. Cái này không vô thùng rồi. Đây là đôi. Cái này cũng không vô sạch luôn. Vô đôi. Đôi à, đôi không có tiền. Vô Vi, mày coi giùm cho. Nè. Vi, mày coi giùm con nè. Để cho mày mượn. Xì. Rồi, cũng không vô luôn rồi. Rồi, coi đây coi. Đôi 8. Ôi, ba mày thất bại rồi. Rồi, sao? Xuống đàng hoàng nha. Oh, được king. Rồi. Ê, ê, quên quên cái đó không. Ui, con ba nè, nếu mẹ con ba lên con ba anh thắng nè. Đó. Ba gì mà ba vô, đi vô đúng không? Ba vô nè, nó thấy không? Đó. Vô nha, vô là vô đó. Con bốn nè. Con bảy. Em đắp, đắp mặt gần giá. Để nhìn, em không có đeo mắt kiến. Đeo mắt kiến đi. Chơi hết màn hình của anh rồi. Mà em không nhìn thấy được bác, em đem, không thích đeo mắt kiến. Lát tôi buông cạo, con buông cái cạo cho. Ông tại trước mắt là thấy ăn hơn 10 đồng là thấy ngon rồi. Thì tình đời tôi cũng đến bên yêu ai. Một. Này còn có con nữa. Ráng làm sao vô đi cơ mọi người ơi. Ui. Vô nè, thêm con xỉ đi. Trời ơi, kỳ vậy. Rồi, nịt nè, rồi. Cái này thú phé nha. Tôi thêm con xỉ rồi mới thắng tiền nè. Cả con già đi. Dạ hả? Vô đi, vô đi, vô đi, vô đi, vô hai, hai ngày. Rồi, thua. Rồi, thua. Khó lắm, em nghĩ nó xếp ba con là xếp đầu tiên rồi. Màu đỏ rồi, em nhìn thấy màu đỏ rồi. Đi màu đỏ. Nó kìa, nó chia màu đỏ mà. À đù, đúng rồi. Là sao biết hay vậy? Cái chữ nó màu đỏ anh thấy mà. Trời. Ê, ê, vô đây nè. Ba đi. Bốn. Vậy là thua. Giờ anh hy vọng gì nữa, anh đâu còn hy vọng gì nữa đâu. Đó có nghĩa là tờ này của anh với mình giá 10 đồng, tờ của em với mình giá là 20 đồng. Thì đồng nghĩa với việc là anh thua. Thì lúc nãy trong cái video em nói trong cái điện thoại lúc đó là anh ok rồi đó. Nó là em nếu mà em thắng, anh thắng em thì em sẽ cho anh 50 đồng để mua vé số cào. Còn nếu mà em thắng anh cho em 100 đồng bỏ heo. Sao anh nói gì được? Ok, ok đó. Vậy là từ nãy giờ em đang lừa anh đó hả? Đâu có lừa đâu, thanh thiên bình nhật mà. Không hề lừa, lúc đó anh ok rõ ràng. Nhưng mà lúc đó anh đâu biết em nói gì đâu. Có, anh ok mà. Thôi, không sao, nhìn heo đi. Đi, 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 đi. Để em dò cái tờ của Vi kìa. Dò. 24.
không có 24. Ê, do ủa sao tự nhiên nó có cái bình nước ở đây chi vậy? Ê khoan khoan nha, nếu mà bình nước tôi thắng 5 đồng thì tôi chẳng được, nó tôi vẫn thua mà. Nhưng mà tại sao cái bình nước? Ý là không có hiểu lý do tại sao cái bình nước. Oh, win the prize and cover sample automatically win the prize. You match any number or hot number, win the prize. Uncover bottle number, automatically win the prize. Vậy là sao? Có nghĩa là đây nè, cái chai nước này là bình nước này nè. Được. Nó sẽ thắng cái giá trị trong đây. Kêu không? Có là tự tấm thích hạt. Tính ra anh thu em 5 đồng. Ừ. Ừ. Oh, em hiểu rồi, có là hiểu không? Có cái tấm đó là được. Mày đang kiếm mà mày không có cái bao nhiêu, không có chai nước nào hết đó, hiểu không? Nhưng mà dù gì em cũng thắng anh mà. Mời mời, khoan nha, khoan nha, khoan nha. Gì khoan? Chai nước, từng này có chai nước không? Không, không có đâu. Còn cái tờ này đi có chai nước không? Ráng ráng móc cho ra chai nước đi. Ở đây có chai nước, ở đây chai ớt nè. Hồi này có chai nước đây nè, đúng không? Này, chai nước cho bonus nè. Nó thắng gì đâu. Đó. Nên là nếu mà chai nước trong bonus là cũng trúng thôi. Cũng đâu thấy giống gì đâu. Tại vì chai nước trong bonus thì nó sẽ không có tính. Hiểu không? Ừ. Nó chỉ tính là nó tính trong trên đây thôi nè. Winning number thôi nè. Đó, đằng sau nó có nói nè. Ok, em trúng cái này 20 đồng với 10 đồng là 30 đồng. Ok. 30 okay. Đồng. Cái tờ qua đâu? Tờ nào qua anh trúng? Jalapeno. 10 đồng nữa. Ừ, 10 đồng. Là 40 đồng. Vậy là coi như anh thua em nha, 100 đồng nha. Ừ, khoan, khoan, khoan. Anh có cái tấm nào trúng trúng không? Ừ, có tấm lúc mà lần đầu tiên em với anh cào á. Vậy hả? Nhưng mà anh tên em đi, lúc nào cái tờ thứ 5 của cái tờ trúng cũng là người trúng. Có nghĩa là hai cái này nè. Mà mua 5 tờ thì cái tờ thứ 5 lúc nào cũng là cái tờ trúng. Vậy hả? Ngộ ghê. À, mình không biết cái vấn đề này xảy ra là như thế nào đâu. Nhưng mà lúc nào cũng vậy hết, em nghĩ những cái tờ thứ 5 là tờ trúng. Trước mắt thì 20, 30, 40 đồng. 20 tấm này đúng không? Rồi cái tấm này là trái ớt. Mình cũng thắng trái ớt này là 10 đồng. Về lỗ 5 đồng á. Ê tính ra cái kiểu này là mình trúng 20, mình trúng 10 đồng là mình trúng 30 cái này nè. Ừ. Là thua cái này thôi nè. Mình mua 5 tấm trong đây á. Cái tờ thứ 5 mới là trúng nha. 5 tấm này trong đây mình chỉ trúng được có 10 đồng à. Ừ. Cái này lỗ chậm chậm này. Đó, cái này lỗ chậm chậm. Tính ra chơi poker không vui, chơi cái này ớt mới vui. Ờ chơi ớt vui á. Tại vì nó có nhiều option cho anh chơi. Uh-huh. Có là bữa này. Vậy tính ra em thích ớt đúng không? Uh-huh. Ok. Bây giờ là mình cào trong số đó. Từ nãy giờ mình mua hết bao nhiêu tấm đó? 1, 9 2, 3, 4, 9 tấm. 9 tấm 45 đồng. Được 40, lỗ 5 đồng. Lỗ 5 đồng. 4 đồng, 40, lấy 40 về. Vậy mình còn lỗ 5 đồng. Đấy, cũng có cái đỡ phần nào. Đỡ. Nhưng mà cái vấn đề đó lỗ 5 đồng cũng sao nè. Mà lỗ 100 đồng vô con heo mới hay nè. Có nghĩa là thừa nước đục thả câu á, cái này gọi là thừa nước đục thả câu. Anh không có thừa nước đục luôn á, anh thử anh check camera đi. Người ta không nghe phải nói lại chứ. Đời này có những sự sai lầm nó đâu có thể nói đi nói lại được. Đừng có quét vậy giờ lắm, lát lấy con dây ướt á. Uh-huh. Lâu nữa. Yeah. Hơi quét mới ra xuống. Không nói thật mà đúng không? Anh lấy con dây ướt cái định nó dính hết vô con dây ướt. Vậy hả? Vậy là mình giữ hết mấy cái tấm này hả? Rồi, 2 tỷ đồng, ngày mai mình đi lấy. You know what, honey? Là sao? Tay em bị tật á. Bị tật hả? Ok. 100 đồng nó chưa dính lên tay tật. Này. Có cất 100 đồng. Được hả? Bóp này không có chừng đồng quá. Thôi hồi nãy lấy rồi, sai rồi. Được rồi. Nhưng mà tiền trao cháu múc nha. 100 okay, đồng nha. Ok, được rồi. Ok. Ok. Vậy mình làm gì ta? Dọn dẹp này hết cái ok đi. Dọn dẹp hết cái ok đi ha. Chơi dạ bài nghỉ gì? Dạ lao. Đúng có nghĩa là đợt tổng kết cuối ngày ha. Và bây giờ là tới phần hát lo kê. Thì giờ mình ăn xong rồi, cả số cả xong rồi. Bây giờ tới phần hát lo kê. Cô chai bia đã uống miếng nữa. Còn biết hát bài gì không anh, em với anh tìm nè. Bài gì anh cũng biết hát hết á, nhưng mà không hay thôi. Đây là hai bài em kìa.
cho nên kêu em hát. Biết cái hát nổi không? Thôi hát còn bài tủ mà hát còn không xong nữa. Thôi mày nóc cho thêm hai shot nữa là tự nhiên em hát bài nào cũng hát được. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, hết. Sửa soạn cho em luôn này. Em muốn khúc nha. Nên em này, bò hút luôn cho em luôn. Không, không có bò hút, bò hút này nó làm bò tử khó chịu quá. Tôi nói như thế sẽ vô. Vô em. Vô. Nghe người ta hát đi. Bơ. Em ứng cái bài của anh. Nghe rồi. Người ta hát hay luôn. Mặt còn nào. Giờ em sao? Bơ không được có 2 ly cho dằn mặt à? Cái gì chưa dằn mặt hát hay hay hơn hay sao vậy? Không phải, tại không biết hát bài nào nó có sẵn ở đây nè. Không ly nào lát anh hát bài khác em cũng hát theo. Maybe. Ờ, chắc ăn miếng. Gì chưa kỳ vậy? Cái ngon lắm á. Dĩa chủ nhau mà làm sao chưa dằn mặt vậy? Ăn miếng im. Béo không? Không biết vô sao luôn. Nghe xong mà. Con heo của em đang đói đúng không? Không phải, đang nằm chờ thời, đang đợi anh á. Nè. Vậy là được ha. Được. Cái đó là bởi vậy lần sau rủ quay nữa mới quay, còn nếu không đâu quay đâu. Ok, vậy nhớ quay nha. Vậy là từ nãy giờ cái 100 đồng đó là cái mình... con heo này á, muốn gì bây giờ? Nhét từ đây xuống nhét hết được rồi. Giờ phải nhét từ dưới. Nhét cái gói gọn nhỏ này. Mà thử ngộ quá. Từ nãy giờ anh không nghe thấy gì đâu. Xem lại video đi có. Có hả? Ừ. Còn nếu mà nếu mà như của em mình giá, nếu mà em cao hơn anh á, em đòi hỏi rất là đơn giản, không có cầu kỳ. Chứ lại sẽ bỏ 100 đồng vô trong con heo của em. Con cào sao okay, cào cho cho cào. Được hả? Đó, ok được vậy thôi, được rồi chơi thôi. Nói gì? Được rồi, được rồi. Con pin hạng 1 nè. Thì được đúng không? Ok. Không nghe gì hả? Thật sự là không nghe à? Thật sự nhưng không mà, nghe mà. Anh được, anh ok rồi. Ok, tối nhớ khúc này nha. Nhớ coi lại khúc này. Ok là ok, không nói nhiều, ok, chơi. Có record đúng không? Có record, ai biết. Ok, được. Có nói rõ ràng. Ok, vậy chơi. Ok, được rồi nha, nhớ được. Ok, được. Ngộ quá. Giờ tự nhiên cứ mất 100 đồng. Lãng xẹt. Ok, thì mình cũng coi như là ngày hôm nay mình được chồng mình tiếp tục mời vào một cái video của chồng mình. Và mình kết thúc một cái ngày như vậy đó. Và mình được 100 đồng cho con heo của mình. Và đó là kết thúc một cái ngày mà ngày nghỉ của mình á. Tự tìm niềm vui của hai vợ chồng, tự tìm niềm vui cho nhau. Và tiếp tục ngày mai sẽ là tiếp tục hành trình đi làm từ thứ ba cho tới chủ nhật. Rồi sau đó mình sẽ có một ngày cuối tuần kế tiếp. Và mình nghĩ là cái video của mình sẽ ngừng ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của mình. Nếu mà mấy bạn yêu thích kênh của mình á thì mấy bạn nhấn like, subscribe và ủng hộ kênh của mình nha. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay là câu hỏi gì thì mấy bạn có thể bình luận bên dưới để cho mình giải đáp, hoặc là mình có thêm chủ đề để làm những video kế tiếp. Ok, thì bây giờ mình vớt hai đứa con ra. Hai đứa con mình nó chơi nước ở trong nãy giờ cũng lâu rồi á. Bye bye. Tắt đường trên.